Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hồ Sơ X và mình là Nguyễn Nguyễn. Như các bạn nhìn thấy tiêu đề, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyên mục X Mystery XM ha, là nơi mà tụi mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái vấn đề, những cái câu chuyện và những sự kiện tâm linh rùng rợn và bí ẩn ở Việt Nam cũng như là trên thế giới. Và thể theo yêu cầu của mọi người thì chủ đề của video ngày hôm nay đó chính là sấm trạng trình và liên quan tới một cái nhân vật có thể nói là một trong những người có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như là văn hóa Việt Nam trong thế kỷ thứ 16. Đó chính là Nguyễn Bỉnh Khiêm ha. Và trước khi mà đi vào nội dung của video ngày hôm nay, các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video đó, mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa ha, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh ngày 13 tháng 5 năm 1491, mất ngày 28 tháng 11 năm 1585. Tên húy là Văn Đạt, tự là Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân Am Cư Sĩ, được các môn sinh tôn là Tuyết Giang Phu Tử, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Ông được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng thời kỳ Nam Bắc Triều, Lê Mạc Vân Tranh, cũng như tài tiên tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam. Sau khi đậu trạng nguyên khoa thi Ất Mùi năm 1535 và làm quan dưới Triều Mạc, ông được phong tước Trình Tuyền Hầu rồi thăng tới Trình Quốc Công, mà dân gian quen gọi là Trạng Trình. Ngoại trừ quãng thời gian dưới 10 năm thời thơ ấu có thể xem là bình yên cuối triều Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã sống gần trọn thế kỷ 16, một thế kỷ nhiều biến chuyển mang tầm ảnh hưởng chưa từng có trước đó trong lịch sử dân tộc, mà ông vừa là nhân chứng, vừa là nhân tố quan trọng tạo nên chúng. Là một người xuất thân từ tầng lớp trí thức quan lại, nhưng cả cuộc đời Nguyễn Bỉnh Khiêm chưa bao giờ coi việc làm quan là lý tưởng cao nhất của sự nghiệp, cũng như là một nhà nhân đạo chủ nghĩa. Ông luôn đề cao tư tưởng thần dân trong sách lược trị nước. Dưới thời quân chủ của Việt Nam, ông là một trong số hiếm văn nhân thuần túy, tức là những người không phải quan tướng nắm binh quyền và chưa từng cầm quân ra trận, và lại cũng không phải là công thần khai quốc lẫn người thân thích với hoàng tộc, nhưng được phong tới tước công, quận công hay quốc công ngay từ khi còn sống. Trình Quốc Công là tước phong chính thức cao nhất của vua nhà Mạc ban cho Nguyễn Bỉnh Khiêm gần 20 năm trước khi ông mất. Sự thật lịch sử này căn cứ vào 3 tấm văn bia do chính ông soạn lúc đã cáo quan về quy ẩn tại quê nhà Trung Am ở độ tuổi ngoài 73 và hiện còn được lưu giữ gần như nguyên vẹn tại hai huyện Quỳnh Phụ và Thái Thụy của tỉnh Thái Bình. Việc phong tước hiệu quốc công cho Nguyễn Bỉnh Khiêm ngay từ lúc sinh thời đã chứng tỏ sự trân trọng rất lớn mà vua nhà Mạc dành cho ông và có thể xem đây là một sự ghi nhận mang tính biểu tượng của nhà vua đối với những đóng góp của ông cho triều đại này. Cần nhớ rằng trong lịch sử Trung Quốc cũng như Việt Nam, hai tước hiệu hàng đầu như tước công và vương có quy chế rất khắt khe để vua ban phong cho những người không có quan hệ thân thích với hoàng tộc. Kiểu văn nhân thuần túy và lại không có quan hệ thân thích với hoàng tộc như Nguyễn Bỉnh Khiêm hay Nguyễn Trãi là khó hơn cả các trường hợp xét duyệt khác để được phong tới tước công, dù là quốc công hay quận công, ngay khi còn sống. Kiểu văn nhân cầm quân, chẳng hạn như Nguyễn Nghiễm, Nguyễn Công Trứ hay Trương Đăng Quế, thậm chí còn có nhiều cơ hội để lập quân công với triều đình hơn kiểu văn nhân thuần túy, nên họ thường được phong tước hiệu cao hơn. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn nhiều nhà nghiên cứu đồng tình với một nhận định sai sót là Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ được truy phong tước hiệu quốc công sau khi ông đã qua đời. Đạo Cao Đài sau này cũng phong thánh cho ông và suy tôn ông là Thanh Sơn Đạo Sĩ hay là Thanh Sơn Chân Nhân. Xét một cách toàn diện lịch sử Việt Nam thế kỷ 16, nhiều người đã gọi Nguyễn Bỉnh Khiêm là cây đại thụ văn hóa dân tộc, hay nói theo cách khác, ông đã được xem là đại diện tiêu biểu nhất của lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam trong thế kỷ nhiều biến động lớn này, cùng với một nhân vật nổi danh khác của xứ Hải Đông là Nguyễn Trãi. Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của thời kỳ văn hóa Lê Mạc, mang tính bản lề trong lịch sử trung đại của Việt Nam. Một vài người trong thời kỳ này, điển hình như Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm có thể được coi là những tác gia văn học thật sự lớn đầu tiên của Việt Nam. Cũng như về nhiều phương diện, họ có thể được xem là những tên tuổi tập đại thành đầu tiên của nền thơ ca Việt Nam. Đó là những người mà tác phẩm của họ có sự dồi dào về số lượng, phong phú về thể tài và có ảnh hưởng quan trọng đến tiến trình phát triển của một nền văn học mang tính dân tộc.
Một yếu tố quan trọng nữa ở các tác gia này là phần lớn các tác phẩm của họ vẫn còn được lưu truyền qua nhiều biến động của lịch sử, để hậu thế ngày nay có thể nghiên cứu và đánh giá một cách tương đối toàn diện về sự nghiệp văn chương của họ. Nguyễn Bỉnh Khiêm được nhiều nhà nghiên cứu văn học Việt Nam đánh giá là người xứng đáng kế thừa và phát triển ngôn ngữ thi ca dân tộc kể từ sau Nguyễn Trãi, góp phần giúp nó đạt đến mức độ hoàn thiện cao dưới thời Nguyễn Du. Cần nhớ rằng, việc sáng tác thơ văn bằng tiếng mẹ đẻ, tức tiếng Việt, sử dụng chữ nôm của người Việt đã có những bước đi chập chững đáng ghi nhận ở thời kỳ Lý Trần, nhưng chỉ thực sự tạo ra những bước đột phá vững chắc đầu tiên trong thời đại Lê Mạc, mà điển hình là ba tập thơ nôm còn được lưu truyền đến ngày nay, bao gồm Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi, Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập của vua Lê Thánh Tông cùng các triều thần và Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hai tập thơ của ông là Bạch Vân Am Thi Tập chữ Hán và Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập chữ Nôm được coi là thành tựu lớn của thơ văn trung đại Việt Nam, mở đầu cho một dòng thơ ca chạm chân vào hiện thực, đã quan tâm mô tả xã hội dưới góc nhìn đời tư và đời thường, là một cống hiến lớn của văn học thời Mạc đối với tiến trình phát triển và hoàn thiện của thơ văn dân tộc. Xét về nhiều mặt, có thể xem ông là người đi khai phá, có công khơi mở nhiều hướng phát triển mới cho thơ ca Việt Nam, trong đó có những dòng thơ mang đậm tính tuyên truyền đạo lý, suy tưởng triết lý, cảm hứng thế sự, tiệm cận với hiện thực đa diện của xã hội đương thời, sẽ có điều kiện phát triển mạnh ở các thế kỷ sau ông như lịch sử thơ văn Việt Nam đã ghi nhận. Ông cũng được sử sách và người đời thừa nhận rộng rãi với tư cách là một nhà dự báo, hoạch định chiến lược kỳ tài, với tầm nhìn địa chính trị đi trước thời đại nhiều thế kỷ. Những lời cố vấn nổi tiếng của ông dành cho các tập đoàn quyền lực phong kiến Mạc, Lê Trịnh, Nguyễn đã có ảnh hưởng to lớn mang tính bước ngoặt đối với tiến trình của lịch sử dân tộc và từ đó tác động lớn tới quan hệ địa chính trị của cả khu vực Đông Nam Á trở về sau. Theo nhận định của nhiều nhà nghiên cứu, Nguyễn Bỉnh Khiêm có khả năng là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có một tầm nhìn chiến lược thấu suốt về chủ quyền của đất nước trên Biển Đông ngay từ thế kỷ 16. Ông cũng có thể là người đầu tiên trong lịch sử nhắc đến hai chữ Việt Nam với tư cách là quốc hiệu của dân tộc, một cách có ý thức nhất thông qua di sản thơ văn của ông còn lưu lại đến ngày nay. Do đó, người đời sau coi ông là nhà tiên tri số một trong lịch sử Việt Nam, đồng thời lưu truyền nhiều câu sấm ký được cho là bắt nguồn từ ông và gọi chung là sấm Trạng Trình. Không chỉ dân gian mà hai bộ chính sử của nhà Nguyễn là Đại Nam Nhất Thống Chí và Đại Nam Thực Lục Tiền Biên đều do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn biên soạn, cũng xác nhận năng lực dự đoán tiên tri của Nguyễn Bỉnh Khiêm và tác động của ông đến quyết định Nam Tiến của Nguyễn Hoàng. Và nói về xuất thân của Nguyễn Bỉnh Khiêm, có một tương truyền rằng khi xưa ở Hải Dương, có một người phụ nữ đã ngoài 20 tuổi tên là Nhữ Thị Thục, con của Thượng Thư Bộ Lại Nhữ Văn Lan, đã có tuổi nhưng lại chưa tìm được một tấm chồng ưng ý. Bà là một người rất giỏi tướng số và mang theo bên mình một tham vọng lớn. Một là phải lấy chồng làm vua, hai là phải lấy người nào đó có tướng số tốt để sinh ra con mang chân mệnh thiên tử. Bà ta không ngừng tìm kiếm người nam nhân mà mình ưng ý nhất, cho đến khi gặp được một người có tướng số tốt tên là Nguyễn Văn Định, một thư sinh rất giỏi văn học, có thể phối hợp với bà sinh ra chân mệnh thiên tử. Hai người kết duyên làm vợ chồng. Trong đêm động phòng hoa chúc với Nguyễn Văn Định, bà đã tính toán thời khắc kỹ lưỡng và thông báo cho chồng mình biết là khi nào mà trăng đã lên đến đầu ngọn tre thì ông mới được vào động phòng với tôi. Nhưng mà đáng tiếc, đúng là tính trước bước không qua, người tính không bằng trời tính. Trong ngày vui trọng đại của mình, Nguyễn Văn Định đã cùng anh em họ hàng chơi hơi lố và uống hơi nhiều nên quên cả lời dặn dò của vợ mình, mà vội vàng vào phòng thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông. Vì thời khắc không đúng, đã làm công sức tìm kiếm và tính toán của Nhữ Thị Thục đem đổ xuống sông. Năm 1491, bà hạ sinh một cậu bé tướng mạo khôi ngô, vần vương sáng ngời. Cả hai vợ chồng đều vui mừng, mong muốn cậu bé sau này trở thành một người thành đạt, và đúng như ước nguyện của bà nên đặt tên là Nguyễn Văn Đạt. Cậu bé Văn Đạt ngày càng lớn khôn. Tương truyền chỉ sau khi sinh nhật lần thứ nhất của cậu thì cậu đã biết nói, vì cha mẹ đều là những người rất giỏi. Năm lên 4, cậu bé Đạt đã được cha mẹ dạy cho kinh sách, cậu học tập rất nhanh chóng. Mẹ thì dạy sau này con phải làm vua, cha thì dạy sau này con sẽ làm tớ để không phạm tội nghịch thần. Một hôm mẹ cậu đi vắng, cha ở nhà hát ru cậu ngủ: Nguyệt treo cung, nguyệt treo cung. Bất ngờ khi nghe cậu đối lại: Vịnh Tây Tiên,
nhẹ nhẹ rung. Nguyễn Văn Định rất vui mừng. Lúc này Nhữ Thị Thục vừa về tới nghe thấy rất tức giận. Chắc có lẽ lúc này đã có một trận chiến võ miệng vô cùng kịch liệt xảy ra. Lại một lần nữa, khi nghe vợ dạy con, bóng bóng bàn bàn, mai này con lớn, con tựa ngai vàng. Nguyễn Văn Định lo sợ nếu tin này lan truyền ra ngoài đến tay vua sẽ bị họa tru di, nên sửa lại rằng bóng bóng bàn bàn, mai này con lớn, con vịnh ngai vàng, tức là làm tớ, không được làm vua. Nhữ Thị Thục tức giận, bỏ cha con cậu bé Văn Đạt ra đi tìm một người chồng mới để thực hiện tham vọng của mình trước khi đã quá già. Tương truyền, bà gặp được Phùng Chí Công, sinh ra Phùng Khắc Khoan, hay còn gọi là Trạng Bùng, vì sinh ra ở làng Bùng và Đỗ Trạng Nguyên, nên người ta gọi là Trạng Bùng. Cả hai đều rất giỏi, nhưng không ai làm vua, chỉ là Trạng Nguyên nổi tiếng trong lịch sử. Quay lại với cha con Văn Đạt, lúc bấy giờ Nguyễn Văn Định trong cảnh gà trống nuôi con, nhưng đổi lại được người con thông minh từ nhỏ nên cũng phần nào an ủi. Cậu bé ngày một lớn, nghe tin có thầy Lương Đắc Bằng là người tinh thông văn sử, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Nguyễn Văn Định liền cho con đi tầm sư học đạo, mong cho con sau này được thành tài. Cậu bé Văn Đạt học hành siêng năng chăm chỉ, học gì hiểu đấy, là một trong những học trò nổi bật của cụ Lương. Không lâu sau, thầy Lương qua đời, truyền lại cho cậu học trò yêu thương một quyển Thái Ất Thần Kinh. Trong đó có những điều rất khó hiểu mà xưa nay chưa ai lý giải được hết, y như cái tên của quyển kinh vậy. Ông truyền lại cho cậu bé Văn Đạt, mong rằng cậu sẽ là người hiểu thay mình. Nhưng không ngờ cậu bé Văn Đạt nhờ thông minh đã hiểu được những điều thâm thúy trong quyển kinh và trở thành một người biết thời thế, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đoán trước được mọi sự việc diễn ra. Lúc bấy giờ khi nhà Lê rơi vào khủng hoảng, có rất nhiều những lần thi hương, thi hội, thi đình. Vì bói được mệnh nhà Lê sắp tận, ông không ra ứng thí kỳ thi nào, mặc dù biết thi là sẽ đứng top đầu bảng. Đúng là như vậy. Không lâu sau, năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập ra nhà Mạc. Khi nhà Mạc sử dụng những chính sách ổn định đất nước, ông vẫn bỏ qua hai khoa thi đầu. Mãi đến năm 1535, dưới triều Mạc Đăng Doanh, ông biết được đang thời kỳ thịnh trị của nhà Mạc, nên ra ứng thí. Trước khi lên kinh, ông đã đổi tên mình thành Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thi đỗ khoa đầu bảng và được phong danh Trạng Trình, là người đỗ trạng khi đã ngoài 40 tuổi. Làm quan dưới triều Mạc, tính từ lúc trưởng thành đến lúc đỗ trạng, ông đã bỏ qua 6 kỳ thi dưới triều Lê Sơ, 2 kỳ thi đầu dưới triều Mạc. Là một vị quan rất giỏi, được phong đến chức Trình Tuyền Hầu, sau đó là Trình Quốc Công, là một người công chính liêm minh, thiên về chính nghĩa và ghét sự giả dối. Làm quan một thời gian, thì những vị quan trong bộ máy chính quyền có biểu hiện a dua, xua nịnh. Những gian thần đều bị Trạng Trình liệt vào danh sách đen, đem dâng lên vua xin xử tử 18 gian thần, nhưng không được chấp thuận. Ông bất mãn với triều đình nhà Mạc, nên cáo quan về quê, lập ra Bạch Vân Am ngày ngày dạy học, làm thơ văn, sống cuộc sống yên bình, không màng chính sự. Nhưng không hẳn vì việc ông thừa quan mà triều đình không trọng dụng. Dưới triều nhà Mạc, những vấn đề quan trọng trong triều thì đều cho người đến dò hỏi ý kiến Trạng Trình hoặc mời ông về triều nghị sự. Không chỉ nhà Mạc mà còn có chúa Trịnh và cả chúa Nguyễn sau này đều trọng dụng ông. Và nói về những câu sấm truyền liên quan tới Nguyễn Bỉnh Khiêm, phải kể đến những lời tiên tri về ba triều đại. Đầu tiên, truyện về nhà Mạc. Ở giai đoạn nhà Mạc sắp bị suy vong, khi trung thần nhà Lê lúc bấy giờ là Nguyễn Kim, cha của Nguyễn Uông và chúa Nguyễn Hoàng, là ông nội của Nguyễn Phúc Nguyên sau này, dẫn theo tàn binh chạy sang Lào, được Lào cho mượn dải đất Sầm Châu làm doanh trại, tìm được hoàng thất Lê Duy Ninh sau này là vua Lê Trang Tông, tập hợp binh sĩ quay về với khẩu hiệu Phò Lê Diệt Mạc. Trong tình thế nguy cấp, nhà Mạc cho người đến hỏi Trạng Trình thì được ông trả lời, dải đất Cao Bằng tuy hiểm nhưng có thể kéo dài được vài đời. Quả nhiên là như vậy, nhà Mạc gom tàn binh về đó và kéo dài vương nghiệp được 3 đời nữa. Thứ hai, truyện về cơ nghiệp nhà Nguyễn. Lại đến quá trình khi Nguyễn Kim và con rể Trịnh Kiểm đã trung hưng được nhà Lê, sử gọi là Lê Trung Hưng. Năm 1545, Nguyễn Kim bị đầu độc chết, mọi quyền hành đều rơi vào tay của Trịnh Kiểm, trở thành người quyền lực hô mưa gọi gió dưới triều Lê. Đến vua Lê mà Trịnh Kiểm còn xem không bằng cọng lông chân của mình. Trịnh Kiểm ra sức thâu tóm quyền lực nhà Lê, biết được anh em Nguyễn Uông, Nguyễn Hoàng là trở ngại lớn nên ra tay giết chết Nguyễn Uông trước,
Còn Nguyễn Hoàng lúc này sẽ là nguy hiểm đến tính mạng, nên đến chỗ Trạng. Một mặt là thăm hỏi sức khỏe, mặt còn lại là: Trạng ơi, tình thế như này, bây giờ phải làm cách nào để bảo toàn tính mạng và trả thù nhà đây? Nguyễn Bỉnh Khiêm bâng khuâng vì không muốn nhúng tay vào chính sự, nên gián tiếp đi đến khu vực Hòn Nông Bộ và nói rằng: Hoành sơn nhất đái, khả dĩ dung thân, tức sau dải đèo ngang là nơi có thể dung thân được. Thấy con đường sống, Nguyễn Hoàng liền bàn với chị mình là Ngọc Bảo, được Nguyễn Kim gả cho Trịnh Kiểm vì có công phò lê, xin anh rể cho vào vùng Thuận Quảng phía nam để trấn giữ biên thùy. Nhận thấy Thuận Hóa là nơi xa xôi, đất đai cằn cỗi nên Trịnh Kiểm đã đồng ý. Trịnh Kiểm thấy thế liền chấp thuận. Năm 1558, Nguyễn Hoàng cùng gia tộc khăn gói vào Nam. Từ đó cơ nghiệp nhà Nguyễn bắt đầu với 9 vị chúa và 13 vua nhà Nguyễn. Sau này khi thấy trụ vững và phát triển mạnh mẽ, nên chú Nguyễn đã đổi lại câu Hoành sơn nhất đái, khải dĩ, dung thân, trở thành Hoành sơn nhất đái, vạn đại, dung thân. Chỉ một câu nói của Trạng Trình đã mở ra cả một gia tộc triều Nguyễn tới 9 chúa, bắt đầu từ năm 1558 đến năm 1802 và 13 đời vua Nguyễn vào năm 1802 đến năm 1945. Thứ ba, chuyện về chúa Trịnh. Khi mà Trịnh Kiểm đã thâu tóm được mọi quyền hành trong tay, vua Lê lúc bấy giờ chỉ là con rối trong sự điều khiển của Trịnh Kiểm, giống như giặc Đổng Trác thời Tam Quốc bên Tàu. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có một kiểu hình nhà nước như vậy, đã có vua lại còn có chúa. Và năm 1556, khi Lê Trang Tông qua đời, chúa Trịnh nhận định cơ hội thay đổi triều đại nhà Lê, nhưng lo lắng vì cái bóng của Lê Lợi, cái bóng của Nguyễn Kim đã in sâu trong lòng dân chúng. Sợ kiểu cướp ngôi thì khắp nơi không phục, giặc giả nổi lên thì tồi đời, nên cũng cho người đến hỏi ý kiến Trạng Trình. Nôm na là: Số là nhà Lê đến lúc tận diệt rồi, ta có nên thay đổi triều đại hay không? Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ trả lời một câu: Giống mùa này không tốt, tìm giống cũ mà gieo, giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản. Tức ý muốn chúa Trịnh vẫn giữ ngôi vua Lê, nhưng quyền lực thật sự vẫn nằm trong tay chúa, như vậy sẽ tốt hơn. Bởi vì có câu Lê còn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong. Chính vì có lẽ đó mà chúa Trịnh vẫn giữ ngôi vua Lê. Mãi đến sau này khi anh hùng áo vải Nguyễn Huệ thấy triều Lê cái gì mà rắc rối quá, nên ra tay dẹp loạn, lật đổ vua Lê, xử luôn chúa Trịnh cho đỡ trước mắt, thì cơ nghiệp của chúa Trịnh từ đó mới hết. Chuyện thứ tư, lấy số tử cho chiếc quạt. Một hôm trời mùa hạ, bà Trạng đi chợ về mua cho cụ một cây quạt. Cụ tính ngày giờ rồi lấy cho cây quạt một lá số tử vi. Cụ đoán ra cái ngày chết của nó. Điều này cụ bí mật không cho một ai hay. Cụ phân vân nghĩ, nếu để dùng, lâu ngày nó sẽ rách hoặc thất lạc đi. Đó là sự bình thường. Nếu đúng như ta đã bói, cây quạt này sẽ chết, nhưng không biết nó sẽ chết như thế nào. Nghĩ vậy, cụ niêm phong cây quạt và treo ngay trên chỗ đầu giường. Tới ngày, cây quạt vẫn còn nguyên. Ngày hôm đó từ sáng đến chiều, Nguyễn Bỉnh Khiêm ở nhà cả ngày để xem cây quạt chết ra sao. Thỉnh thoảng cụ lại ngắm nghía và lấy phất trần phủi phủi những hạt bụi bám xung quanh. Trưa hôm ấy, người cháu của Trạng đến mấy lượt thỉnh cụ đi chơi, cụ từ chối không đi. Anh ta nghĩ cụ giận mình về việc chi mà không nói, đến than thở nói với bà Trạng rằng để nhờ bà đốc cụ đi giùm cho, không có ông công việc anh ta không thành. Bà Trạng từ sáng đã ngứa mắt thấy cụ cứ chốc lát lại phủi bụi cho cây quạt, bà lên đốc cụ đi sang cho nhà cháu. Cụ không đi, bực mình, bà Trạng liền la lối càng nhằn: Ông ở nhà làm gì? Con cháu nó mời mấy lần mà ông không chịu sang. Tôi mua quạt về dùng, đâu phải đơn phủi bụi cho nó. Vừa la lối, bà Trạng vừa nhảy lên với lấy cây quạt, xé tan nát thành từng mảnh. Thấy vậy, cụ Trạng cả cười cả nói: Đúng thật, ta tưởng nó chết thế nào, thì ra như vậy đó. Bà Trạng cũng không biết ý cụ nói thế là làm sao. Lúc đó cụ mới chỉnh tề khăn áo đi sang nhà người cháu và kể lại đầu đuôi câu chuyện với mọi người. Ai nấy cũng đều phục cụ là tiên tri. Chuyện thứ năm, sắc ngắn gỗ dài. Trong một lần, cụ cùng với một môn sinh của mình bói và đoán xem là có một người đến để mượn một món đồ trong nhà ông, nhưng không biết đó là món đồ gì. Được biết quẻ bói cho ra sắc ngắn gỗ dài. Trong một dịp Tết,
một người thanh niên ú ớ ở ngoài cổng gọi vào nhà. Vợ ông Trạng liền vào cho hay. Ông cùng môn sinh của mình ra thử bói một quẻ để xem người đó đến mượn gì, và cũng nhằm mục đích kiểm tra xem tài năng của học trò mình. Một quẻ bói cho biết, sắc ngắn gỗ dài, người học trò đoán là anh này đến mượn một chiếc mai, là cái xẻng về để đào đất. Còn Trạng thì đoán anh này đến để mượn một cây búa về chẻ củi nấu bánh ngày Tết. Quả thật thanh niên này đến để mượn một cây búa. Người học trò kinh ngạc về tài năng của thầy mình. Thầy bảo anh rằng anh đoán cũng khá tốt, chỉ tội là không đúng với tình hình thực tế mà thôi. Truyện thứ 6, Thánh nhân mắt mù. Trước lúc ông qua đời, Nguyễn Bỉnh Khiêm có trăn trở với con cháu rất nhiều điều, trong đó có sự việc là về phần huyệt mộ của cụ, sau 50 năm sau sẽ thay đổi và sẽ có người đến để sửa lại huyệt mộ cho cụ. Cụ nhắc con cháu phải nhớ kỹ điều này, không được quên. Nếu không làm đúng như vậy thì con cháu đời sau sẽ lụng bại ngay. Cụ nhắc rằng, 50 năm sau, mạch huyệt đạo ta sẽ thay đổi. Ta có để lại một tấm bia đá phủ vải điều màu đỏ. Khi ta chết, hãy đặt nó lên trên quan tài thì mới được lấp đất. Đợi đến khi có một người thầy phong thủy bên tàu sang nói, ta là thánh nhân mắt mù, thì phải mời người đó vào nhà, tiếp đãi hậu hĩnh và nhờ sửa lại huyệt đạo cho ta. Điều này được con cháu của cụ ghi nhớ rất cẩn thận. Mãi cho đến đúng 50 năm sau, bên tàu có một thầy phong thủy tự cho mình là giỏi nhất và rất ngạo mạn, biết tiếng của Trạng Trình Việt Nam vang danh thiên hạ, nên không ngại nắng mưa tìm đến quê hương, vào nhà của Trạng để xem danh tiếng có giống như lời đồn hay không. Khi đến được nhà Trạng, ông được con cháu Nguyễn Bỉnh Khiêm dẫn ra thăm mộ. Thấy được mộ Trạng Trình, ông phá lên cười khoái chí. Cái huyệt rõ ràng là ở đằng chân, thế mà lại đặt sai huyệt đạo của chính mình. Cái này mà thánh nhân cái gì, có chăng thì chỉ là thánh nhân mắt mù mà thôi. Con cháu Trạng ngay khi nghe được câu này liền mừng rỡ, mời ông thầy tàu vào nhà tiếp đãi hậu hĩnh và nhờ ông sửa lại huyệt đạo của Trạng Trình. Thầy phong thủy Trung Quốc tưởng tài năng của mình đã hơn hẳn Nguyễn Bỉnh Khiêm nên vui vẻ nhận lời và nói, không cần phải sửa gì nhiều, chỉ cần đào lên xoay một chút là được. Trong lúc đào huyệt, thầy tàu vẫn ngủ quên trong chiến thắng mà không biết rằng mọi sự đã được Nguyễn Bỉnh Khiêm tính toán trước đó. Cho đến khi đào đến tấm bia đá, ông thấy lạ nên sai người mang đi rửa sạch để xem trong đó có gì. Ông thầy tàu thấy trong đó có dòng chữ, đọc đến đâu thì toát mồ hôi lạnh đến đấy. Trong bia đá ghi, bây giờ mạch ở đằng chân, 50 năm trước mạch dâng lên đằng đầu, biết gì những kẻ sinh sau, thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ. Lúc này thầy tàu mới nể phục tài năng và danh tiếng vang lừng của Trạng Trình Đại Việt ta thời đó, bèn sửa lại ngôi mộ cho Nguyễn Bỉnh Khiêm một cách cẩn trọng và chu đáo, và bằng cả tấm lòng kính nể của mình. Truyện thứ 7, Thằng Trứ phá đèn. Vào giai đoạn thế kỷ 19, những năm 1834, vào đời Minh Mạng thứ 14, tức là 249 năm sau khi Nguyễn Bỉnh Khiêm qua đời. Lúc này vua Minh Mạng có chiếu vụ cho Nguyễn Công Trứ đi khai phá vùng đất Hải Dương, đào sông mở đường giúp cho dân chúng phát triển. Ở tại đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm trấn Hải Dương, Nguyễn Công Trứ thấy cần phải di dời đền thờ Trạng thì mới đào được con sông theo ý muốn. Ông liền xin phép triều đình và được chấp thuận. Trong lúc di dời những đồ đạc có trong đền, khi dời đến bát nhang, binh lính thấy dưới bát nhang có một bia đá nhỏ phủ vải điều, bèn đưa cho Nguyễn Công Trứ xem. Trứ nhìn thấy kinh hãi, toát mồ hôi lạnh, đổ mồ hôi tay khi đọc mấy dòng chữ: Minh mệnh thập tứ, thằng Trứ phá đền, phá đền thì phải lập đền, nào ai đụng đến doanh điền nhà mi. Truyện thứ 8, Con ngựa đá sang sông. Nguyên Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sống tại làng Vĩnh Lại, nổi tiếng có tài học rộng hiểu nhiều, tiên đoán nhiều cho các thí sinh ứng thí khoa thi của các làng lân cận thành danh. Chỉ riêng nơi ông sống là Vĩnh Lại thì vẫn chẳng ai thành quan cả. Trong cái ghen tị từ cuộc sống nghèo khổ, dân làng Vĩnh Lại cho rằng Trạng Trình không chú ý đến người nhà. Một ngày nọ, Trạng Trình cho người dựng một bức tượng ngựa đá bên sông và viết lên đó hai câu thơ: Hà thời thạch mã độ giang, thử thời Vĩnh Lại nghênh ngang công hầu. Nghĩa là khi nào ngựa đá sang sông thì làng Vĩnh Lại sẽ đầy công đầy hầu. Nhưng hỡi ôi,
mấy người tin ngựa đá có thể sang sông, con ngựa thật còn có thể dùng hết sức bơi qua sông được. Còn đằng này lại là một con ngựa đá thì làm sao có thể? Một thời gian sau, câu chuyện đó đi vào quên lãng. 200 năm sau, khi Nguyễn Bỉnh Khiêm qua đời, Lan Vĩnh Lại gặp một trận lụt to, và trận lụt đã đổi nguồn dòng sông từ mặt trước ngựa đá sang sau lưng ngựa đá. Vậy là lời tiên tri đã ứng nghiệm. Khi ấy dân làng Vĩnh Lại lên mặt với các làng kế cận, còn các cô gái ai cũng muốn về Vĩnh Lại làm dâu. Thời gian này, Tây Sơn đã chiếm được một nửa Giang Sơn, và trong lần bắc tiến đầu tiên khiến vua Lê bỏ thành mà chạy lưu lạc đến làng Vĩnh Lại. Dân làng Vĩnh Lại tìm được vua, đem về phò. Vua ban công tước cho cả làng dưới áp lực của dân làng Vĩnh Lại. Dĩ nhiên khi mà mất cả Giang Sơn thì vài cái chức tước tự nghĩ ra có hạ đáng gì. Dân Vĩnh Lại sau khi được phong tước đều tập hợp quân đội sẵn sàng cần vương. Nhưng đội quân ô hợp ấy chỉ một trận đã bị đội quân bách chiến bách thắng của Tây Sơn đánh tan nát. Làng Vĩnh Lại tử vong vô số, gần như bị tiêu diệt hết. Truyện thứ 9. Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tạ thế ở tuổi 95. Tương truyền trước lúc mất, Trạng có giao cho con cháu một ống tre sơn son thép vàng, bịt kính hai đầu và dặn đúng năm tháng ấy, ngày giờ ấy, phải để cái ống ấy vào kiệu rước lên dinh thống đốc Hải Dương, trao cái ống này cho quan. Trạng còn dặn thêm là tuyệt đối không được mở ống ra xem trước thời hạn, về trừ quan tổng đốc ra, không ai được mở ống. Sau khi Trạng mất, con cháu Trạng lâm vào cảnh đói nghèo sa sút, nhưng phải đến đời thứ bảy, cái ống tre ấy mới được rước lên dinh quan tổng đốc. Đúng ngày giờ đã ghi trong gia phả, đang nằm nghỉ, nghe tin con cháu cụ Trạng mang thư đến gặp. Quan tổng đốc rất ngạc nhiên, không biết vì cớ gì nên truyền cho vào, đồng thời quan ngồi dậy đi ra cửa. Quan tổng đốc vừa bước khỏi giường nằm được mấy bước thì bỗng rầm một cái, chiếc xà gỗ nặng không biết bị mọt ăn hỏng từ bao giờ rơi ngay xuống chỗ giường vừa nằm. Thật là một phen hú vía, quan tổng đốc mở ống tre ra xem, thấy bên trong có một cuộn giấy đề hai câu thơ: ngã giải nghĩ thượng lương chi ách, nhĩ cứu ngã tử tôn chi bần. Nghĩa là cứu ngươi thoát nạn đổ nhà, ngươi nên cứu cháu con ta khỏi nghèo. Quan tổng đốc biết rằng Trạng Trình đã cứu mạng, nên ông ta đã giúp con cháu cụ Trạng nhiều tiền của để đền ơn. Và như các bạn vừa nghe qua những cái thông tin về cuộc đời của Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như là những lời sấm truyền của cụ ha, thì đây rõ ràng là một cái nhân vật có thể nói là có tầm ảnh hưởng không chỉ về thơ ca và còn có những cái mặt về tâm linh huyền học nữa. Và trong số những cái truyền thuyết mà Nguyễn vừa kể thì Nguyễn tin chắc chắn là cái câu chuyện về thánh nhân mắt mù, về một cái lời tiên đoán của cụ dành cho 50 năm sau để một cái người thầy người tàu qua đây và phải bái phục trước cái tài năng của một nhân vật lỗi lạc của nước Nam mình, thì chắc hẳn là các bạn cũng rất muốn biết ngôi mộ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sau mấy trăm năm trời hiện tại nằm chính xác ở vị trí nào, thì chúng ta sẽ cùng qua tới phần thứ 3 của video ngày hôm nay ha, là hành trình ly kỳ về chuyện được cho là tìm thấy ngôi mộ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mấy năm gần đây, người dân cả nước, đặc biệt là các nhà quản lý văn hóa, khảo cổ tâm linh đều quan tâm đến câu chuyện tìm mộ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhân vật xuất chúng lỗi lạc, được coi là nhà tiên tri của Việt Nam. Chính vì thế, mỗi khi rộ lên một thông tin gì liên quan đến mộ của cụ, người dân cả nước lại quan tâm sát sao, báo chí vào cuộc đưa tin với đầy hy vọng. Còn nhớ suốt 2 năm, 2016-2017, cuộc tìm mộ cụ nóng lên trên các phương tiện truyền thông. Nhưng rồi cuối cùng, câu chuyện đó lại hết sức tào lao, như câu chuyện dựng lên, bịa tạc, khiến nhiều người hụt hẫng, mất hết niềm tin vào các nhà nghiên cứu, phương pháp tìm mộ bằng tâm linh, thậm chí là cả những nhà khảo cổ học uy tín. Mới đây, phóng viên của báo điện tử VTC News khá ngỡ ngàng khi một người mà phóng viên chưa từng quen biết bao giờ đã gọi điện và đề nghị muốn được gặp nhà báo. Chị nói, chị có khả năng thông linh với cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm và chính cụ nói với chị là hãy gặp nhà báo Phạm Dương Ngọc để bàn và lo cho chuyện của cụ. Thấy câu chuyện thú vị, dù có hơi hướng hoang đường, nhưng phóng viên đã sắp xếp thời gian để được gặp, để có thêm thông tin về những cuộc tìm mộ đang âm thầm tiếp diễn. Đúng hẹn, đầu giờ chiều, trước mặt phóng viên là một người phụ nữ có khả năng tâm linh. Chị có khuôn mặt hiền lành, đức độ, khiêm tốn. Năm nay mới 40 tuổi, nhưng đã là tiến sĩ nhiều năm, hiện là giảng viên của một trường đại học danh tiếng ở thủ đô. Câu chuyện về cuộc đời chị hết sức lạ lùng,
nhưng cũng có nhiều nét tương đồng như những người có khả năng ngoại cảm ở Việt Nam xuất hiện nhiều trong những năm gần đây. Chị sinh ra trong một gia đình có gia thế, bố mẹ và những người thân khác đều là cán bộ nhà nước, có chức tước. Bản thân chị cũng là trí thức. Từ nhỏ chị chẳng quan tâm nhiều đến vấn đề tâm linh, việc thờ cúng chị cũng làm như mọi người bình thường. Ngày rằm, mùng 1 đầu tháng, chị cũng chỉ lòng thành thắp hương gia tiên và thỉnh thoảng có đi lễ chùa. Chị nói rằng, ở Việt Nam có nhà ngoại cảm nào chị cũng không biết. Người nào quá nổi tiếng thì chị cũng chỉ loáng thoáng nghe tên, nhưng cũng không biết mặt. Cho nên đến một ngày, chị tự dưng thành nhà ngoại cảm, rồi đi gặp một nhà báo, truyền đạt câu chuyện nghe có vẻ hết sức hoang đường, là điều chị chẳng bao giờ nghĩ đến. Theo lời chị, con đường chị được khai mở và dẫn dắt đến với tâm linh hoàn toàn tự nhiên và bất ngờ, chứ không phải do chị tự tìm đến với tâm linh. Chị nói, con đường này bắt đầu chính thức được mở ra từ cuối năm 2016. Từ đó đến nay, có biết bao nhiêu điều cực kỳ mới mẻ, vi diệu, huyền linh đã được chị chứng ngộ. Câu chuyện gắn với chặng đường từ 2016 đến nay rất dài, và chị nói là chị chỉ có thể kể tóm tắt để dẫn dắt vào việc chính mà chị muốn gặp nhà báo hôm nay để trình bày. Chị kể, từ khi mang bầu đứa con thứ ba, chị luôn có những cảm nhận và đoán trước được kết quả về một số sự việc mà chị sắp làm. Khi chị sinh con vào giữa năm 2015, thì những tín hiệu chị cảm nhận được ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở sự cảm nhận mà thôi. Phải đến cuối năm 2016, theo lời chị kể, chị mới được bề trên về khai mở, truyền năng lượng và chị chính thức được dẫn dắt vào thế giới tâm linh một cách rõ ràng. Chị cho biết, đó là một thế giới hết sức trong sáng, cao siêu, kỳ diệu và trí tuệ vô biên, chứ không phải là thứ vong ma ngoại cảm thông thường. Một nhân vật thường xuyên dạy dỗ chị là mẫu, đó là bậc trí huệ, dạy dỗ chị, thử thách chị và khai trí cho chị. Chị hay gọi là mẹ. Ngoài ra, còn những nhân vật khác mà chị đều coi là tối linh. Nhiều năm qua, ngoài lúc lên lớp giảng dạy, chị vẫn miệt mài âm thầm học tập, chăm chỉ và được các bậc tối linh dẫn dắt, thử thách, rèn luyện hoàn thiện bản thân và khả năng đặc biệt. Đó là khả năng thông linh với những bậc tối cao. Chị bảo rằng, trong quá trình hơn 2 năm qua, chị cứ âm thầm tiếp nhận và chứng nghiệm mọi thông tin chị nhận được từ các bậc mà chị được phép thông linh. Chị ít khi tiết lộ khả năng của mình với ai. Chị chỉ cung cấp thông tin, trò chuyện với một số ít người. Ngay cả những người thân trong gia đình cũng không biết gì về khả năng của chị. Nhà báo có hỏi rằng, trước đây chị có đi áp vong bao giờ không? Chị bảo là không bao giờ. Nhà báo lại hỏi, chị có đi học thiền, cảm xạ, mở luân xa, nhân điện hay không? Thì chị thú nhận rằng, có thời gian từng đi học môn cảm xạ khoảng một tháng để rèn luyện sức khỏe. Khi nhà báo đang trò chuyện để tìm hiểu khả năng của chị liên quan đến não bộ, thì chị lại nhắc đến những bậc tối linh. Nhưng câu chuyện chị gặp nhà báo lại khá ly kỳ khi liên quan đến cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, là bậc trí giả lỗi lạc sống cách nay nửa thiên niên kỷ. Chị khẳng định rằng, tôi không làm gì, nói gì hay gặp ai mà theo ý mình cả. Tất cả đều là sự sắp xếp của bề trên. Bề trên sai bảo điều gì thì tôi làm như vậy. Nay gặp nhà báo cũng là sự dẫn dắt của bề trên. Theo chị lâu nay, một bậc mà chị thường xuyên được giao tiếp là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cơ duyên chị được giao tiếp với cụ và có cuộc gặp gỡ với nhà báo được chị kể tóm tắt như sau. Vào cuối năm 2017, theo sự chỉ dẫn tâm linh của mẫu, người thường xuyên dạy dỗ và sắp đặt mọi chuyện cho chị làm, chị đã xuống đền thờ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm để lễ. Chị nói đó là lần đầu tiên chị xuống đền thờ của cụ. Khi đó, cụ có thông linh với chị và có dặn chị là hãy lo cho việc của cụ vào tiết xuân năm sau. Rồi từ thời điểm đó, chị đã được các bậc, trong đó có cụ dẫn dắt, sắp đặt và giao duyên để cho từng bước làm rất nhiều việc nhằm giúp cho chị lo việc của cụ như cụ đã dặn. Đó chính là việc liên quan tới ngôi mộ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chị kể tháng 3 vừa rồi, cụ đã nói với chị là hãy đến gặp nhà báo để trao đổi những thông tin mà cụ đã cung cấp cho chị. Chị nói rằng, chị không biết nhà báo là ai, nhưng khi nghe cụ nhắc đến họ tên nhà báo này, chị chợt nhớ ra là trong một chuyến đi Sapa với một đoàn nghiên cứu về đá khắc cổ vào cuối năm 2018, có một nhà nghiên cứu lịch sử đi cùng đoàn đã có nhắc tới nhà báo này trong câu chuyện kể dông dài trên đường từ Hà Nội
lên Sapa. Tiếp theo nữa, đầu năm 2019, chị có về đền Trần, Thái Bình để lễ và cũng nhờ nhà nghiên cứu lịch sử này dẫn đi. Chị hiểu ngay đó là một sự gieo duyên để cho chị làm tiếp công việc được giao. Vì vậy, chị đã nhờ nhà nghiên cứu lịch sử đó giúp chị kết nối với nhà báo Phạm Dương Ngọc. Chị cũng nhấn mạnh rằng, bản thân chị nếu nhờ vào mối quan hệ xã hội và mối quan hệ họ hàng hai bên nội ngoại, thì chị cũng tự có thể kết nối để gặp nhiều nhà báo. Nhưng cụ lại trực tiếp chỉ dẫn là gặp nhà báo Phạm Dương Ngọc. Rồi mọi việc cứ được sắp xếp dẫn dắt để hướng chị gặp nhà báo này. Theo lời chị, thì cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm nói với chị rằng hãy nói với nhà báo mấy ý sau. Một là các cuộc tìm mộ của cụ đã diễn ra trước đây đều là mộ gió. Hai, sắp tới có một cuộc tìm mộ của cụ sẽ được tiến hành, nhưng đó là mộ của một vị vua nhà Mạc chứ không phải mộ của cụ. Địa điểm tìm kiếm là nằm ngoài khu vực Hải Phòng. 3. Nhà báo hay đợi mọi việc được tuyên bố công khai thì sẽ lên tiếng chính thức về cuộc tìm mộ này. 4. Là cụ hướng nhà báo quan tâm tới một ngôi mộ cổ ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đây là ngôi mộ cổ phát lộ đã nhiều năm nay trong quá trình khai thác đá và đất silic. Ngôi mộ cũng đã được nhiều nhà nghiên cứu phong thủy và cả nhà tâm linh cho rằng có thể là mộ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Và cụ cũng dặn rằng các bước tiếp theo như thế nào, hãy làm đúng sự chỉ dẫn của cụ. Mặc dù câu chuyện của chị đầy sự huyễn hoặc, song nhà báo đã gọi điện cho một số cơ quan chức năng ở Hải Phòng, các nhà nghiên cứu ở địa phương. Tất cả họ đều khẳng định chưa được nghe chuyện gì liên quan đến việc khai quật mộ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm diễn ra gần đây cả. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, thì nhà báo có được trong tay một tài liệu trình bày hết sức khoa học, có vẻ như có sức thuyết phục cao, khẳng định việc tìm thấy mộ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm là thật. Tài liệu này có tên Hành trình tìm chủ nhân ngôi mộ cổ phát lộ ngày 7 tháng 4 năm 2014 tại thôn Hạ Đồng, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Tên hai cơ quan ghi ở phần đầu tài liệu dày 45 trang này gồm Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người và Hội Khảo Cổ học Việt Nam. Sở dĩ nhà báo nói là tài liệu hết sức khoa học vì sử dụng hình ảnh, tên tuổi của những nhân vật có uy tín, ảnh hưởng trong giới nghiên cứu, đặc biệt là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, người rất có uy tín trong giới khảo cổ học Việt Nam. Tất nhiên, đây vẫn là ngôi mộ gây tranh cãi gay gắt vào thời điểm 2017. Theo đó, vào ngày 7 tháng 4 năm 2014, bà Bùi Thị Hiền, tự xưng là nhà ngoại cảm, cùng người dân thôn Hạ Đồng đào được một chiếc tiểu gỗ màu đỏ sẫm, có mùi thơm, có nhiều chữ nho ở độ sâu 1,5m tại sân nhà bà Hiền. Trong tiểu gỗ có hài cốt đã cải táng còn nguyên hình hài. Khi chuyển sang tiểu sành, xương bị vỡ, chỉ còn một đoạn xương ống chân và chút xương đầu không bị vỡ vụn. Chiếc tiểu sành có hài cốt chuyển sang được đem đi chôn, còn tiểu gỗ được người dân đem ra bờ sông cọ rửa, lưu lại trong sân nhà bà Hiền đến đầu tháng 5 2014. Lúc đó, bà Bùi Thị Hiền thường xuyên trò chuyện cùng cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm và tin rằng đó là mộ của cụ. Vào đầu tháng 5, nhà văn Nguyễn Thụy Kha, người tích cực nghiên cứu về cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm mang chiếc tiểu gỗ về Hà Nội. Ông thuê một căn phòng ở 59 Tràng Thi, bảo quản chiếc tiểu gỗ, lập bàn thờ. Chiếc tiểu gỗ được lưu ở đây cho đến ngày 7 tháng 12 năm 2016. Các nhà ngoại cảm, các nhà nghiên cứu thường xuyên đến gọi vong cụ và nghiên cứu chiếc tiểu này. Sau đó là liên tục các cuộc làm việc của trung tâm tìm mộ với bà Bùi Thị Hiền tại nhà bà Hiền, gồm các giáo sư, Tiến sĩ Khả Kính, các nhà ngoại cảm, các nhà nghiên cứu tâm linh và những nhà trí thức quan tâm đến việc tìm mộ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Điều đáng quan tâm là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, Tổng Thư ký Hội Khảo Cổ học Việt Nam đã lấy mẫu gỗ gửi đến Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh để xác định niên đại gỗ làm tiểu bằng phương pháp carbon phóng xạ. Kết quả khẳng định mẫu gỗ có tuổi trên dưới 1.700 năm. Với những người có hiểu biết thì kết quả này không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng mẫu gỗ đã khẳng định chắc chắn là cái cây mọc lên trước khi cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm ra đời. Nếu mẫu gỗ có tuổi dưới 500 năm thì bác luôn thông tin đây là mộ cụ. Cụ Nguyễn Văn Duyệt, 91 tuổi, nhà nho trú thôn Ngãi Am, xã Hòa Bình, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, là người được mời đến nhà bà Hiền khoảng 2 tuần sau khi đào được mộ. Cụ là người đầu tiên và duy nhất đọc được hai chữ trực tiếp trên tiểu gỗ trước khi chữ bị mờ theo thời gian. Hai chữ đó là Nguyễn Bình. Nhà giáo Ngô Văn Hiển, người chụp được những bức ảnh tiểu gỗ đầu tiên rất quý. Sau đó cụ Lương Bắc Tưởng,
nhà nho ở Hải Phòng, thông qua bức ảnh nhà giáo Hiển chụp, đã đọc lại được hai chữ Kim Lan. Đây là tên thời nhỏ của cụ Nhữ Văn Lan, ông ngoại của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Phần trên của tài liệu nói rằng ông Hiển chụp tiểu gỗ, nhưng các chữ nho thì ông Hiển vẽ lại, vì bản thân ông không dịch được. Từ bản vẽ chữ nho của ông Hiển, nhà thư pháp Lê Thiên Lý đã dịch được một đoạn như sau. Giá độc, tất đạt, trạng trình khiếu phong, tâm nhĩ nhật chính, tầm tự quan long, trung mộc chủ tôn, trung sinh nam cự. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2016, với những thông tin quan trọng này thì cuộc bàn giao hiện vật đã diễn ra. Chiếc tiểu gỗ từ 59 Tràng Thi đã được đưa về bảo tàng thành phố Hải Phòng. Và điểm thú vị nhất là cuộc mổ xẻ nghiên cứu chiếc tiểu gỗ ở bảo tàng Hải Phòng với sự vào cuộc của nhà khảo cổ Nguyễn Lân Cường. Khó hiểu nhất là đã diễn ra một cuộc tìm kiếm thẻ tre ở chiếc tiểu này. Theo chỉ dẫn của nhà ngoại cảm có tên là Trần Lệ Giang, bà này bị ốm, đang điều trị ở Hà Nội, xong gọi điện chỉ đạo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường cùng các chuyên gia của Bảo tàng Hải Phòng để tìm thẻ tre trong tiểu gỗ. Sau khi đo đạc, nghiên cứu kỹ lưỡng tiểu gỗ, thì nước mưa được mang từ Vĩnh Bảo lên, được đổ vào bồn chứa đã đặt tiểu gỗ. Gỗ mục gặp nước thì tự bung ra. Đúng một tháng sau, ngày quách gỗ về Bảo tàng Hải Phòng, vào ngày 7 tháng 1 năm 2017, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tiềm năng Con người và Hội Khảo cổ học Việt Nam tiến hành tìm chiếc thẻ tre trong tấm ván địa còn nguyên lớp sơn ta phủ kính. Lớp sơn ta chưa có sự tác động của con người, như sự niêm phong của tiền nhân. Bóc lớp sơn ta thì lộ ra chiếc thẻ tre được giấu bên trong. Tiền nhân đã khoét một cái rãnh rồi nhét thẻ tre vào đó. Ông Nguyễn Lân Cường chụp kỹ lưỡng chiếc thẻ tre và đo được kích thước như sau. Dài 265mm, rộng 9,76mm và dày 3,79mm. Ông Nguyễn Lân Cường còn tuyên bố, đây là lần đầu tiên thông qua ngoại cảm mà tìm được một hiện vật là chiếc thẻ tre, trên đó có những chữ nho. Và nhà thư pháp Lê Thiên Lý phát biểu đã đọc được hai chữ xuyên và đạt ở thẻ tre khi chụp ảnh và phóng to. Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tiềm năng Con người đã đề nghị Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Bảo tàng Tự nhiên Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam chụp chiếc thẻ tre bằng các thiết bị hiện đại dưới góc độ và nguồn sáng khác nhau. Vào lúc mới lấy thẻ tre ra khỏi quách, không ai nhìn thấy chữ, nhưng hình ảnh chụp được thì có dấu hiệu, có chữ. Ngày 16 tháng 1 năm 2017 đã diễn ra cuộc hội thảo về ngôi mộ này. Thông tin chốt lại thì các nhà nghiên cứu đã đọc được 7 chữ trên chiếc thẻ tre. Cù xuyên mạc triều, trạng nguyên tại. Quá trình ghép lại tấm ván tiểu thì Phó Giáo sư Nguyễn Lân Cường tiếp tục chụp nhiều ảnh và Tiến sĩ Cung Khắc Lược đã dò tìm từng nét chữ thông qua ảnh chụp. Rồi chữ đầu tiên ông đọc được là chữ triều, tiếp theo là hai chữ trạng nguyên, chữ thứ tư là mạc, tiếp theo là bốn chữ mộ tại ao dương viết bằng chữ nôm. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2017, tại Bảo tàng Hải Phòng, ông Cung Khắc Lược đọc được chín chữ là đạt và hàng chữ mạc triều trạng nguyên mộ tại ao dương. Sau đấy, thạc sĩ khảo cổ Nguyên Kính Cát đọc được tới 30 chữ trên thẻ tre, trong đó có dòng Đại Việt thành thiên hạ chính thế, thăng thọ khai thiên môn. Có nghĩa là nước Việt mà thành thiên hạ yên ổn thì đất nước mới được bền vững và tương lai mới mở ra. Mặc dù các thông tin trên trình bày sắp xếp có vẻ khoa học, khách quan và chưa đưa ra kết luận cuối cùng, tuy nhiên sự sắp xếp đó ngầm khẳng định luôn rằng đã tìm thấy mộ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, đó chính là ngôi mộ của nhà tiên tri vĩ đại của Việt Nam. Tuy nhiên, vụ tìm mộ bằng ngoại cảm kết hợp tâm linh có dấu ấn của chuyên gia khảo cổ nổi tiếng Nguyễn Lân Cường đã không được chính quyền Hải Phòng chấp nhận. Theo đó, chiếc quách gỗ hình chữ nhật có lòng dài 84cm, rộng 15,5cm, dày 5cm thì chỉ có thể nhét vừa được mấy khúc xương chân người, không thể nhét vừa hộp sọ người lớn. Một người như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, chẳng lẽ xương cốt lại được nhét vào chiếc quách dành cho trẻ sơ sinh và chôn đơn giản như vậy hay sao? Ngoài ra, hài cốt trong quách cũng chỉ là nghe kể lại, chứ không ai nhìn thấy. Và khi chính quyền yêu cầu bà Hiền là người đầu tiên tìm được chiếc quách này, cung cấp nơi cải táng bộ xương từ cái quách để làm giám định ADN thì bà ta bảo không nhớ là chôn ở đâu. Theo ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng, hôm lấy chiếc thẻ tre từ quách gỗ ra do sự chỉ đạo từ xa của nhà ngoại cảm, mọi người đều xúm vào xem xét, chụp ảnh và khẳng định không hề có chữ. Ngoài ra, các thẻ tre bé tí tẹo, chiều ngang chưa nổi 1cm
thì không rõ viết được cái chữ gì lên trên đó. Thế nhưng một thời gian sau thì ầm ĩ cả nước với thông tin trên thẻ tre có khắc chữ Mạc Triều Trạng Nguyên, Cù Xuyên. Nhiều người đặt câu hỏi liệu rằng có kẻ nào đó đã lén bắn chữ lên chiếc thẻ tre để ngụy tạo hay không? Và câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn hơn. Câu chuyện mang hơi hướng tâm linh liên quan đến cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi có một nhà tâm linh là một tiến sĩ giảng dạy ở một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội gọi điện cho nhà báo Phạm Dương Ngọc nói cần thiết phải về Hải Phòng để thắp hương ở ngôi mộ mà theo lời chị chính là ngôi mộ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chị tin rằng vong hồn của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chỉ dẫn cho chị như vậy. Hôm đó mùa xuân nhưng tiết trời Hà Nội cực kỳ dị biệt. 7 giờ sáng, trời đất Hà Nội bỗng tối sầm như ban đêm, sấm chớp đùng đùng rồi mưa như trút nước. Khắp Hà Nội kẹt xe, phố phường ngập lụt khiến mất rất nhiều thời gian, chúng tôi mới thoát ra khỏi Hà Nội. Suốt thời gian chạy trên cao tốc Hải Phòng, trời đều mưa như trút nước, không đi nhanh được. Điều khá đặc biệt là khi đến ngôi mộ ở xã Thiểm Khê, xã Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng thì đột nhiên hết mưa, trời bừng nắng, khí hậu trong lành sạch sẽ. Tôi thì cho đó là chuyện ngẫu nhiên, bình thường, nhưng nhà tâm linh thì coi đó là chuyện đặc biệt. Điều thú vị hơn là trên xe có một nhà nghiên cứu, là một viện trưởng, ông rất có tiếng trong lĩnh vực nho y lý số, đặc biệt là kiến trúc phong thủy. Nhiều năm qua, ông say mê nghiên cứu và giải mã các vấn đề tiềm ẩn trong khoa học lý số và tâm linh. Ông cũng bỏ nhiều thời gian tâm huyết nghiên cứu về những sấm truyền của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Từ các kiến thức phong thủy kết hợp với giải mã tâm linh, ông tin rằng mộ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm được táng ở vùng đất Liên Khê. Nhà viện trưởng muốn giấu tên này coi trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà hiền triết với tài tiên tri tuyệt đỉnh về các tiến triển lịch sử của Việt Nam và của thế giới. Ông tìm kiếm từ các tàng thư của Thư viện Quốc gia và thấy những văn bản về sấm trạng. Việc lưu tồn văn bản có ý thức ấy thời phong kiến đã chứng tỏ giá trị đích thực của các pho sấm ký này. Nổi bật và đã được ứng nghiệm chính xác là các lời sấm cho nhà Mạc, nhà Nguyễn, Chúa Trịnh, chiến tranh thế giới thứ hai và cách mạng tháng 8, giải phóng thủ đô, Biển Đông và sự trở lại của trạng trình. Trong các tài liệu cổ, các sử gia Trung Quốc, trong đó có Chu Sáng nhà Thanh, phải bái phục gọi ông là An Nam Lý Học Hữu Trình Tuyền. Hơn 430 năm qua từ ngày cụ Trạng mất, sự trở lại của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm như thế nào và phần mộ của cụ ở đâu vẫn là hai câu hỏi lớn chưa có trả lời chính thức, vẫn là mối quan tâm đau đớn của không chỉ các thế hệ hậu duệ của cụ mà là còn của nhà nước. Chính vì thế, các nhà khoa học, các nhà lý học phương Đông không thể đứng ngoài cuộc trong việc giải mã nơi an nghỉ của cụ. Về chuyện trở lại của nhà tiên tri Nguyễn Bỉnh Khiêm thì có hai lời sấm truyền của cụ mà viện trưởng này rất chú ý. Đó là: bao giờ tiên lãng sẽ đôi, sông Hàn nối lại thì tôi lại về. Và thứ hai là ba giá trong sang, ba đồng ngoảnh lại, mộ tại Ao Dương. Theo nghiên cứu của viện trưởng Cao, lời sấm bao giờ tiên lãng sẽ đôi, sông Hàn nối lại thì tôi lại về đã được ứng nghiệm vào năm Tân Mùi 1991, đúng 500 năm sau ngày sinh của cụ 1491, hoặc 406 năm kể từ khi cụ mất 1585. Đó là năm 1991, huyện Tiên Lãng hoàn thành công trình đào kênh thủy lợi chia huyện thành hai phần, ứng với Tiên Lãng sẽ đôi. Cũng năm 1991, nhà nước đã xây dựng cây cầu nối sông Hàn từ quê nội Vĩnh Bảo sang quê ngoại Tiên Lãng của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, ứng với câu sông Hàn nối lại. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2015, thành phố Hải Phòng đã kết hợp với Bộ Văn hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 430 năm ngày mất hoặc 525 năm ngày sinh của Trạng, ứng vào câu "Và tôi lại về". Lời sấm thứ nhất với từ cuối "tôi lại về" khá mơ hồ, không rõ nghĩa. Cụ về có phải là việc tìm thấy mộ cụ hay chỉ là buổi lễ kỷ niệm ngày mất ngày sinh của cụ được tổ chức long trọng? Tuy nhiên, bài đồng dao lưu truyền trong dòng họ và dân gian vùng Vĩnh Bảo quê cũ thì mô tả rất rõ ràng về nơi chôn cất cụ. Đó là câu "ba giá trong sang, ba đồng ngoảnh lại, mộ tại Ao Dương". Ông Lương Cao Rính, Hội Văn nghệ Dân gian Hải Phòng, người chuyên sưu tầm khảo cứu các tư liệu địa phương cho biết, dân gian có lưu truyền chuyện kể về những phút cuối đời của cụ trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong đó có một truyền thuyết kể rằng, vào thời khắc lâm chung, cụ Trạng gọi người con cả vào và viết lên lòng bàn tay bốn chữ "Tán tại Ao Dương". Khi cụ mất,
gia đình và học trò đi theo di huấn mang thi thể cụ xuống thuyền, đưa đi chôn cất tại địa điểm mà cụ căn dặn. Ngày hôm sau, tại Trung Am đã diễn ra lễ viếng cụ linh đình và quan tài giả được khiêng đi chôn cất công khai. Mộ phần này chỉ là mộ phần giả, lâu ngày thiên nhiên đã xóa sạch dấu tích. Đồng thời, trong dân gian cũng lưu truyền cách nhận biết địa danh nơi đặt mộ trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm bằng ba câu thơ mang tính vừa cụ thể, vừa ẩn dụ nêu trên. Khi nữ tiến sĩ, giảng viên đại học có khả năng tâm linh, theo chỉ dẫn của cụ, đã tìm về khu vực thôn Thiểm Khê, xã Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng và xác nhận có một ngôi mộ trên mỏm đồi, được cải táng lại, chính là mộ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, thì chị đã tìm đến người viện trưởng tên là Cao, người đã có nhiều năm nghiên cứu về cụ trạng để nhờ xem xét. Viện trưởng Cao lập tức về Thủy Nguyên, nghiên cứu và ngỡ ngàng khi nhận ra ngôi mộ cũng như vị trí chôn cất phù hợp với bài đồng giao nói về nơi táng của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Viện trưởng cho biết, qua nghiên cứu khảo sát, chúng tôi nhận thấy có một quần thể núi bao bọc tạo thành một thung lũng nhỏ tại thôn Thiểm Khê, có đủ ba yếu tố để nhận dạng một cách thâm thúy nhưng chính xác về mặt vị trí đặt mộ như sấm truyền, là ba giá trong sang, ba đồng ngoảnh lại, mộ tại Ao Dương. Ao Dương là một thế đất đẹp, nếu không muốn nói là đẹp nhất trong vùng, trong nước thời bấy giờ về phong thủy, vì nó hội đủ Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Tiền Chu Tước và Hậu Huyền Vũ, lại có dòng sông đá bạc bao phía trước. Có một điều thú vị là nơi chôn cất cụ không hề có ao, nhưng nhà nghiên cứu, viện trưởng Cao với kiến thức phong thủy vẫn nhìn ra ao. Theo ông, cụ trạng gọi địa danh này là Ao Dương, có lẽ ngoài lý do bảo mật ra, địa danh này thỏa mãn các tiêu chí là ao và Ao Dương theo ngôn ngữ của phong thủy học. Là ao, vì thung lũng này có nước vào mùa mưa, nhưng mực nước thường không sâu, đúng với định nghĩa trong Bách Khoa Toàn Thư, chú thích. Là ao là nơi ánh sáng mặt trời có thể soi qua tầng nước xuống tận đáy và hồ là nơi ánh sáng không soi được tới đáy. Gọi là Ao Dương vì ở đây thành của cái ao không phải là do thành đất xung quanh mà khi đào ao trên mặt đất tạo thành, mà là phần nổi trên mặt đất của các quần thể các ngọn núi, hay có thể hiểu nôm na, những ngọn núi xung quanh chính là mặt thành của cái ao và đáy ao chính là mặt của thung lũng, cao hơn mặt đất xung quanh, tức là có độ bình trên cốt không. Mà trên số 0 thì đó phải là số dương. Và Ao Dương chính là bí số lớn nhất trong việc tìm mộ của cụ trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi đã tìm ra bí quyết về Ao Dương và vị trí của nó rồi, thì toàn bộ nội dung trong ba câu sấm sẽ được hiểu một cách dễ dàng và viện trưởng Cao cũng dễ dàng giải mã được bài đồng giao. Và ở đoạn này thì Nguyễn xin được phép dừng lại và giải thích một chút xíu vì nó tương đối là khó hiểu. Khi mà Nguyễn đọc tài liệu ở trên các báo và những bạn biên tập đã soạn ha, thì cái đoạn mà Nguyễn vừa mới đọc xong nha, theo hiểu biết của Nguyễn đó, thì bình thường định nghĩa cái ao là cái gì? Là cái nơi mà ánh sáng mặt trời có thể soi qua tầng nước xuống tận đáy hồ. Và cái hồ á, là nơi mà ánh sáng không soi tới được. Thì giống như là bình thường các bạn sẽ thấy những cái ao nước ở trong nhà mình là mình đào ở dưới cái mặt đất đúng không? Còn ao dương là gì? Các bạn tách hai từ ra nha. Từ ao là mình vừa mới giải thích rồi, còn từ dương, dương á, nó có nghĩa là âm dương các bạn, hoặc là dạng giống như là trên số 0 á, thì người ta gọi là số dương, và dưới số 0 á, thì người ta gọi là cái số âm đúng không? Thì cái ao dương ở đây ý chỉ á, là khi mà mình đào cái ao, không phải là mình đào ở dưới mặt đất, tại vì nếu mà xem mặt đất là một cái chuẩn số 0 á, thì khi mình đào xuống dưới á, thì có nghĩa là nó phần âm đúng không? Còn ao dương thì cái ao nó phải nằm trên mặt đất, thì có nghĩa ở đây nó liên tưởng tới một cái hình ảnh á. Khi mà những cái ngọn núi bao xung quanh tạo thành một cái vùng trũng ở giữa thì nó giống như là một cái ao vậy đó các bạn. Và rõ ràng nếu mà xét về cái mặt đất là cái trị số 0 thì cái phần này á, nó phải là phần dương rồi đúng không? Thì cho nên người ta mới gọi là ao dương. Và đây là cách mà mình hiểu theo những gì mình đọc mà viện trưởng Cao giải thích là như vậy ha. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái hành trình của nhà báo, những cái đoàn phóng viên này. Và khi mà mọi người đang đi ở trên quốc lộ số 10 đến cầu Bắc qua sông Giá thuộc địa phận của thôn Mỹ Liệt, xã Minh Tân, thì viện trưởng Cao bảo dừng lại và rồi ông chỉ về phía xa xa bên phải để giải mã cho câu nói ba giá trong sang. Ba giá ở đây ý chỉ là ngã ba sông Giá, nơi gặp nhau của hai nhánh sông Giá với hồ Đà Nẵng, vốn là hạ lưu của sông Giá. Từ ngã ba của sông Giá trong sang theo hướng Tây Bắc sẽ gặp vùng núi đồi hùng vĩ, trong đó có Đấu Đông, tức là Ao Dương, ứng với từ trong sang, nhìn sang ha. Tiếp tục đi theo đường 10 tới địa phận xã Gia Minh, rẽ phải chừng 100m là Hang Lương, là nơi nhà Trần đã bố trí làm kho lương trong thời kỳ chống quân Nguyên. Và cách Hang Lương chừng 2km về hướng Đông Bắc là Hang Tuần, nơi nhà Trần sử dụng như một đồn trú tuần canh trên sông Đá Bạc.
Đi tiếp trên đường 10 qua cầu Đá Bạc, vòng lại dưới cầu để rẽ trái chừng 2 km là Hang Son, là nơi đóng quân của nhà Trần thời kỳ chống quân Nguyên. Hang Son nằm trên địa phận thôn Cẩm Phong, xã Phương Nam, thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh, cách Thiểm Khê không xa. Và theo lý giải của Viện trưởng Cao, ba hang Lương, Tuần, Son tạo thành một tam giác cân có đỉnh là hang Tuần. Từ hang này muốn nhìn về ao Dương thì phải ngoảnh lại hướng Tây Nam, ứng với từ ngoảnh lại trong câu sấm truyền. Và cả ba địa danh này, nếu gọi là ba động hay ba hang hoặc ba đồng đều hợp lý. Ba đồng ngoảnh lại, ba hang ngoảnh lại, ba động ngoảnh lại. Vì cả ba ngọn núi này, mỗi ngọn đều có một hang động và đều nằm trên khu đất bằng phẳng như cánh đồng. Đúng tại nơi có ngôi mộ cổ mới được cải táng chục năm trước, vị trí được coi là ao Dương, đấu đồng, nằm ở tây bắc của ba giá và tây nam của ba đồng, ba động hoặc là ba hang. Giáo sư phân tích là khi di chuyển từ Vĩnh Bảo đến Thủy Nguyên theo đường 10 thì rõ ràng từ Ba Giá là ngã ba sông phải trông sang phía Tây Bắc và từ Ba Động phải ngoảnh lại phía Tây Nam mới gặp được ao Dương. Địa danh ao Dương nhiều năm qua đã trở thành công trường khai thác đá, đất silic cho các nhà máy xi măng nên mặt bằng đã bị biến dạng lớn. Ngọn núi có tên là Phượng Hoàng đã bị phá trụi, làm lộ một ngôi mộ cổ. Ngôi mộ này đã bị đào lên và tán tại trên gò đất cao trong thung lũng, lệch so với hướng ban đầu. Theo chỉ dẫn tâm linh, kết hợp với phân tích phong thủy, giải mã câu đồng dao cùng lời tiên tri, viện trưởng tin rằng ngôi mộ cổ ở Thiểm Khê có thể là mộ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nếu không phải là ngôi mộ đó, thì mộ của cụ cũng phải nằm trong khu vực ao Dương này. Theo lời của nhà tâm linh cùng với những phân tích của vị giáo sư thì ngôi mộ tại khu vực xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên là của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tuy nhiên, những người dân và đặc biệt là những người hậu duệ của họ Mạc tại vùng đất này, họ cho rằng người nằm dưới mộ là vua Mạc Đăng Dung. Chính vì những điều trên khiến cho câu chuyện xung quanh ngôi mộ trở nên thú vị, đầy bí ẩn và thêm phần rắc rối. Và theo lời của anh Mạc Văn Trọng, một người dân trong vùng, sở dĩ họ Mạc nhận đây là mộ của vua Mạc Đăng Dung là bởi sự dẫn dắt tâm linh rất đặc biệt và cũng kỳ lạ không kém. Theo đó, vào năm 2009, công ty Tân Phú Xuân khi đào phá núi Phụ Gia, ở ngay cạnh đó đã trúng ngôi mộ này. Ngôi mộ nằm sâu so với mặt quả núi tới 13 mét. Từ sườn núi phía bờ sông Đá Bạc thẳng đến ngôi mộ khoảng 60 mét. Thật khó tưởng tượng, ngôi mộ lại nằm sâu như thế. Những người đào mộ đoán rằng phải là mộ của vua chúa, có nhiều kẻ thù, cần phải đào sâu chung kỹ mới kín đáo như vậy, nên rất sợ hãi. Phía trên ngôi mộ là một lớp than củi đen, phía dưới là những tấm gỗ khổng lồ xếp thành hình chữ nhật. Mộ đóng kín cực kỳ nguyên vẹn. Bên trong ngôi nhà gỗ đó là một quan tài khổng lồ, được làm bằng gỗ lim cực kỳ chắc chắn, nguyên vẹn. Doanh nghiệp này sợ đụng phải mộ vua, không dám phá mộ nên đã thuê thầy bà cúng bái cẩn thận, dùng máy cẩu nhấc nguyên vẹn toàn bộ ngôi mộ cùng quan tài, đưa lên xe tải, chở ra mỏm đồi bên cạnh quả núi Phụ Gia để chôn. Ngôi mộ tồn tại từ đó đến nay. Một ngày nọ, hai danh nhân có tiếng gặp một nhà ngoại cảm rất nổi tiếng ở Hà Nội để hỏi về ngôi mộ đó, thì nhà ngoại cảm bảo rằng đó là mộ của vua Mạc Đăng Dung. Thế là ngôi mộ được con cháu họ Mạc ở Thủy Nguyên xây sửa, tôn tạo, bảo vệ hiện trạng đến nay. Điều thú vị là một nữ tiến sĩ, nhà tâm linh theo sự dẫn dắt của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm thì lại khẳng định rằng ngôi mộ này là của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cụ Khiêm sống ở thời Mạc, cũng giấu kín mộ lúc lâm chung, nên ngôi mộ bí ẩn, chôn cất sâu trong lòng núi này, khiến những người có nhận thức bình thường rất tin tưởng nếu đem ra mổ xẻ và phân tích. Và người nhà báo viết lên câu chuyện này cũng là người có nhiều kinh nghiệm về loại hình mộ táng, từng đi theo nhiều nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu khai quật mộ cổ, tiếp cận với nhiều tài liệu mộ cổ ở Việt Nam, cho nên phóng viên cũng có những suy đoán cho riêng mình. Không khó khăn gì, phóng viên tìm được anh Trịnh Văn Hoài, nhà ở cạnh khu vực có tên Đấu Đông Quân, nơi nhà Trần tập hợp đếm quân như kiểu đông gạo, cách mộ vua độ chừng cây số. Và theo lời của anh Trịnh Văn Hoài, quả núi Phụ Gia từng là một kho báu khổng lồ, bởi đó là một nghĩa địa mộ sở. Chuyện người dân ở vùng đất này gọi những ngôi mộ cổ trong lòng núi là mộ sở, tức là mộ của người nước sở, khá thú vị. Theo anh Hoài, núi Phụ Gia có cả trăm ngôi mộ cổ. Anh từng đào bới, thu được không biết bao nhiêu cổ vật. Số lượng có lẽ đến hàng ngàn món. Anh bán hết cho mấy đại gia sưu tầm từ độ hơn 20 năm trước. Anh tinh thông đến nỗi trèo lên núi dùng xẻng chọc chọc vào đất là biết bên dưới lòng núi có mộ, mộ to hay là mộ nhỏ. Ở quả núi Phụ Gia, mộ được chôn tầng tầng lớp lớp. Có 3 loại mộ cổ chính. Một là mộ đất, 2 là mộ gạch và 3 là mộ gỗ.
Mộ đất là loại mộ người xưa đào sâu xuống lòng đất, có thể sâu đến cả chục mét, đặt xác người chết xuống. Không có quan tài, xếp đồ vật cạnh người chết, rồi lấp đất lại. Khi đào sâu xuống sẽ thấy được đồ cổ xếp thành mặt phẳng, xương cốt không còn, hoặc may ra chỉ thấy vệt trắng, gặp không khí là biến mất. Loại mộ gạch thì nhiều nhất, đó là những ngôi mộ vòm cuốn như những đường hầm. Có ngôi mộ chỉ cách mặt đất độ 2-3 mét, có ngôi sâu cả chục mét, có ngôi nhỏ gồm một cuốn, có ngôi to như tòa nhà trong lòng đất. Trong mộ gạch cũng có rất nhiều đồ cổ. Loại mộ nữa là mộ gỗ. Mộ gỗ thường ở rất sâu. Gỗ gồm những tấm lớn, thường là gỗ lim, xếp thành hình một cái củi như ngôi nhà. Có những ngôi mộ tốn cả 100 tấn gỗ lim. Bên trong cái củi là quan tài chứa xương cốt. Trong quan tài và ngoài quan tài đều có nhiều cổ vật, thậm chí vàng ngọc, vì quan niệm chia của cho người chết. Và sau khi công ty Tân Phú Xuân chuyển ngôi mộ quách gỗ ra chôn, rồi gọi là mộ vua, thì liên tiếp các sự kiện đồn đại kinh dị diễn ra, khiến nhiều người hoang mang, sợ hãi. Chẳng hạn như những người tham gia chuyển mộ, người chết, người bệnh, người tán gia bại sản, rồi xe cộ hỏng, chết máy. Và những điều này càng khiến cho ngôi mộ thêm linh thiêng. Và điều thú vị là vào năm 2011, khi phá quả núi Phụ Gia này lấy đất đá nghiền xi măng, thì công ty Tiến Thành lại chạm một ngôi mộ gỗ khổng lồ, y hệt mộ vua, nằm cách mộ vua đúng 300 mét. Ngôi mộ này cũng sâu tới 13 mét và từ mép núi phía sông vào là 63 mét. Vì lời đồn kinh dị liên quan đến mộ vua, nên công ty Tiến Thành không dám xâm phạm ngôi mộ này. Họ đã giữ nguyên hiện trạng, thông báo cho Bảo tàng Hải Phòng. Bảo tàng Hải Phòng đã thuê anh Hoài, anh Tiểu, anh Mạnh, anh Cao, đều là những người có kinh nghiệm đào mộ cổ để khai quật ngôi mộ này. Theo mô tả của anh Hoài, thì phóng viên hình dung ra đó là một ngôi mộ gỗ hình củi rất lớn, được xếp bằng gỗ lim. Trong lòng quách gỗ là quan tài hình thân cây khoét rỗng. Bên trong quan tài không còn xương cốt, nhưng có một số cổ vật như 7 chiếc mâm bằng gỗ, 4 pho tượng người cách điệu bằng gỗ sơn son thép vàng. Các di vật rất nhiều như mai đĩa chén, lược lọ bình vò chùm bát, tháp thìa bằng gỗ và đất nung, với hoa văn trang trí chủ yếu là hình tổ ong và các khắc, vạch. Ngoài ra còn tìm thấy một số quả cau và vết tích của những lá trầu không làm bằng gỗ. Mặc dù không được tận mắt cuộc đào ngôi mộ vua vào năm 2009, nhưng theo lời kể của những công nhân di chuyển, thì ngôi mộ vua là mộ gỗ hình củi đào được năm 2011 là giống nhau, kích thước tương đương. Theo anh Hoài, anh đào được khá nhiều những ngôi mộ gần nhau có kích cỡ tương ứng nhau, kiểu dáng giống nhau và cùng niên đại. Nhiều khả năng là mộ của chồng và vợ, đều là quan to, vua chúa, cực giàu có thời xưa. Và với kinh nghiệm từng tìm hiểu về các loại hình mộ táng xưa, phóng viên tin rằng ngôi mộ vua là mộ gỗ hình củi, là loại hình mộ phổ biến thời Bắc thuộc, kéo dài từ đầu công nguyên đến tận thời Trần. Những ngôi mộ gỗ to, gỗ lim phiến lớn củi to, quan tài to hoặc bằng thân cây, chôn theo đồ gỗ đồ gốm, thường xuất hiện vào thời điểm đầu công nguyên. Mộ gỗ hình củi xuất hiện cùng với thời điểm mộ gạch xây vòm cuốn. Những ngôi mộ đất, tức chỉ đào đất sâu rồi chôn xác người, có thể xuất hiện sớm hơn dạng mộ gỗ và mộ gạch. Và với những kiến thức khá cơ bản này, phóng viên đặt nghi vấn rằng mộ vua là một ngôi mộ rất cổ, xuất hiện thời Bắc thuộc, có tuổi trên dưới 2.000 năm. So sánh với những ngôi mộ gỗ khổng lồ đào được ở vùng Hải Dương, Quảng Ninh, thì có thể phán đoán niên đại của ngôi mộ này tới 1.800 năm, thời điểm đầu công nguyên. Mộ gỗ hình củi ở vùng này thường rất lớn, được xếp bằng nhiều suất gỗ lim khổng lồ. Vua Mạc Đăng Dung và cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm mất cách đây mới hơn 4-500 năm thì khó có thể là ngôi mộ này. Và thế kỷ 16 ở nước ta đã xuất hiện mộ xác ướp kéo dài đến thời Nguyễn, nên có thể mộ vua Mạc Đăng Dung hoặc cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm là mộ xác ướp, hoặc cũng có thể táng theo cách đơn sơ của người Việt. Và chính vì những lý do như vậy, khi người phóng viên bày tỏ quan điểm của mình về mộ vua có thể là mộ Hán, thì anh Mạc Văn Trọng cho biết: "Chúng tôi không có chuyên môn sâu về khảo cổ học, chỉ biết tin vào sự chỉ dẫn của tâm linh. Ngoài ra khu vực này là thành dền, là di tích rất quý của nhà Mạc, nên tất cả mọi thứ phải được bảo tồn nguyên trạng theo luật di sản. Cũng mong các cơ quan vào cuộc, trước mắt là bảo vệ những di chỉ còn sót lại. Tiếp đó các nhà khảo cổ về nghiên cứu, khai quật ngôi mộ để làm sáng tỏ là điều họ Mạc chúng tôi rất mong chờ." Ngôi mộ này là mộ Hán, mộ vua Mạc hay mộ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm quả thực rất cần sự quan tâm của các nhà khoa học để làm sáng tỏ. Tuy nhiên, có vẻ như nhà tiên tri Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn đang thử thách con cháu trong việc tìm mộ của cụ.
Và như các bạn vừa mới nghe, đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ một cái thông tin nào khẳng định là tìm thấy được mộ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm ha. Và đây thật sự là một cái điều tiếc nuối đối với con cháu sau này đó, là khi mà chưa có tìm được cái ngôi mộ của một cái danh nhân văn hóa cực kỳ nổi tiếng và đặc biệt được xem là một trong những cái nhà tiên tri đại tài của Việt Nam ha. Và đến đây thì thời lượng của video cũng rất là dài rồi. Nguyễn cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, đã cùng với Nguyễn đi qua nội dung của tập này ha. Và nếu các bạn yêu thích nó thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận. Và đối với những cái chuyên mục It's Mystery như thế này thì Nguyễn rất là muốn đọc được những cái lời bình luận của mọi người để xem là cái nội dung mà Nguyễn cùng với lại team biên tập tìm nó đã chính xác chưa, và nó có thiếu hoặc là nó có nó có sai sót ở chỗ nào không. Tại vì mục đích của mỗi một cái số It's Mystery mà liên quan tới một cái nhân vật lịch sử như thế này đó thì Nguyễn rất là mong muốn nhận được cái sự góp ý của mọi người ha. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.